cuộn dây đưa vào trong dung giữa đây nào ạ. Hạ hòa đi qua cầu Trung Hòa tí đúng không? Chưa biết đường thì đi về đấy về. Thế á? À, bây giờ đi về, anh bảo đi như này nhá. Em đi đây ra chỗ đèn xanh đèn đỏ nhá. Đâm thẳng chéo qua đường hết bãi rác đi về Thụy An ấy. Xong rồi đi ra huyện Ba Vì ấy, xong đi lên cầu Trung Hòa. Rồi thăm đi ra trung tâm huyện Ba Vì. Đi theo bản đồ luôn.
Điện này cái này
trước đặt trước. Đây là hướng dẫn đặt qua người đặt qua người này. Các bạn thân mến, nếu như một anh thanh niên đang đi làm ở khu công nghiệp và cũng cảm thấy cuộc sống đi làm công nhân thì cũng không phần nào là dư giả và cũng vẫn phải xa quê hương, và cậu ấy đã đặt tiền cũng như hẹn ngày lên bắt con giống đấy. Cậu cũng nhìn thấy 6 con rất là đẹp, cậu cũng sẽ bố trí để bắt tiếp. Mà cậu cũng đã đến nhà thao chim cu gáy để bắt con giống đà điểu. Thế như vậy là mong quý vị các bạn sẽ có những cái chủ động. Đấy, mọi thông tin thì các bạn có thể kết nối kênh chim cu gáy hay như trên đây để tiếp tục mua con giống đà điểu. Và những cái video mình đăng như này cũng để mọi người ở các vùng xa trên toàn quốc có thể mua được con giống. Có những người nuôi một vài con để tết thịt thay con lợn, mà có những người nuôi để thương phẩm. Thì kể cả đến cái mức giá thương phẩm có thấp nhất từ trước đến nay thì người nuôi đà điểu luôn luôn có lãi. Đó. Thì cũng để cho các bạn đang xoay quanh con lợn con gà thì các bạn cũng hướng quay ra ăn thịt con đà điểu, đúng không ạ? Và nuôi con đà điểu. Quý vị các bạn mua con giống thì kết nối với đồng chí Thao chim cu gái hay 033 5305 982 và 0989 177 982. Hiện bây giờ chúng tôi đã có các văn phòng đại diện ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để giao chim cu và giao con giống đà điểu. Và trên cái trang mạng xã hội là YouTube và Facebook có cái cụm từ tìm kiếm nhanh là chim cu gái hay, và website là chimcugáyhay.com. Đấy, luôn luôn có phương châm là gì? Bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Và nếu như các bạn muốn đến ghé thăm thì tại cái địa chỉ cổng trại đà điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó. Thì đây là mình cũng là gần, đâm ra mình cũng đã có được những cái lợi thế để mà có được con giống phục vụ các bạn. Tại nhà mình thì đã có 3 trang trại, cũng như là một trang trại đằng sau vườn nhà mình và 2 cơ sở. Đấy, dành cho ông anh trai đó và ông bác cùng nuôi với sự quản lý của Thao chim cu gáy.
để có được những chú chim. Đấy, sau đây thì mình cũng xin phép là vừa đi vừa quay cho các bạn cái cảnh tại trại đà điểu ở đây. Ở nhà mình thì đây là bờ bao của trại luôn các bạn nhé. Và tất cả gia đình người thân đều có truyền thống là làm tại cơ quan và ốm nuôi con đà điểu. Chính vì vậy nằm mặc dù là trên cái kênh trang trại chim bú gáy ở xa xa kia các bạn, nó mình có thể zoom ra một chút cho các bạn xem, chắc là các bạn nhìn thấy rõ rồi đúng không ạ, một trang trại chim bú gáy rõ ràng luôn. Đấy, mình zoom lại như vậy để các bạn biết là rất là rõ ràng luôn các bạn nhé, một trang trại chim bú gáy luôn. Rất là xa đúng không? Đấy. Như vậy là trở lại vấn đề, mình cũng xin phép là được chia sẻ với cái thực tế cuộc sống cũng như bối cảnh cũng như cái địa chỉ tại nhà thao chim cu gáy chuyên cung cấp về chim cu gáy với cái kênh chim cu gáy và trang trại chim cu gáy đã trường tồn nhiều năm qua. Và đặc biệt trong những năm gần đây thì mình cũng có làm công tác bán hàng con giống đà điểu cho các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Hiện bây giờ là không có một nơi nào và mình đã chưa chuyển con giống đến cả. Các bạn thân mến, đây các bạn nhìn rõ chưa ạ? Các bạn nhìn, chắc là các bạn nhìn rõ rồi. Mình thấy là đây là một cái hình ảnh tại trang trại đà điểu. Đấy, hy vọng rằng các bạn đây là có thật. Và vừa rồi mình cũng đã xuất 6 con cho một thanh niên chưa vợ. Đấy, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi kênh con giống đà điểu. Đó. Và kênh chim cu gáy. Chuyên cung cấp giống chim cu gáy, da ngỗng, phấn hồng, ong sòng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi có các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ, chào báo, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Đại Gia Vị, con giống đại biểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ đông vi sinh. Alo. Vâng vâng. Từ cao tốc vào 10 cây. Bác bắt đà điểu hay là chim cu gáy ạ? Vâng vâng, về đi, đang có đấy nhá. Vâng vâng vâng, bác định bắt mấy con đà điểu? Từ này đẹp, lên bắt ngay nhá. Vâng vâng, ok ok. Rồi rồi rồi. Giờ sẽ đón bác. Vâng vâng vâng, ok bác. Rồi ok, mình xin phép là dừng tại đây để mình có cái hình như có khách mua ra đi. Ừ. Đấy rồi. Bắt đà điểu ạ. Đấy, xe vào bắt đà điểu các bạn nhé.